Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ bằng một cái chủ đề mình nghĩ khá là hay đó các bạn. Đó là cái tình trạng mà chuông bị cháy của xe tay ga 150 các bạn. Thì các bạn biết sao không? Cái chuông này nè, xe tay ga 150 xuất hiện cái tình trạng mà bị cháy chuông các bạn ha. Xe 125 vẫn có nha các bạn, nhưng mà nó ít. Cái xe tay ga 150 với xe tay ga 300 nó rất là dễ bị các bạn ha. Thì cái nguyên nhân và cách phòng ngừa để mình đừng có bị cháy chuông á, thì bây giờ mình sẽ chỉ ra cho các bạn xem để các bạn biết cách phòng ngừa các bạn. Rồi thì các bạn sao cái chuông này nó đã bị cháy nè các bạn. Các bạn nhìn thấy nó bị tím nè các bạn ha. Cái nguyên nhân này nó gồm có hai nguyên nhân các bạn ha. Nó có hai nguyên nhân chính và một cái nguyên nhân phụ. Rồi thì bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem ha. Đây là cái chuông nó đã bị cháy nè các bạn. Thì các bạn biết sao không? Mấy cái xe tay ga mà 150 con khối các bạn, với lại xe tay ga 300 thì cái tình trạng cháy chuông nó xuất hiện rất là nhiều các bạn ha. Mình không qua là chiếc nào cũng bị các bạn. Thỉnh thoảng mình thấy những cái xe tay ga đó nó rất dễ bị cháy chuông như này nè các bạn. Cái chuông mà bị cháy đó các bạn, nó có hai cái nguyên nhân chính và một cái nguyên nhân phụ các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái nguyên nhân thứ nhất các bạn, là cái bố ba càng các bạn ha. Cái bố bạc càng nó sau một thời gian sử dụng nó bị chai cứng các bạn. Rồi đây nè các bạn, và mình mới vừa tháo ra nè các bạn. Cái nguyên nhân của xe tay ga 150 các bạn, cái nguyên nhân nó là thứ nhất là cái bố đó các bạn, sau một thời gian các bạn sử dụng nó đã bị chai cứng các bạn ha. Các bạn biết sao không? Lúc bạn mới mua về nó khá là mềm, cái bố này các bạn lấy cái tay bằng gờ nó khá là mềm ha. Nhưng mà sau khoảng thời gian sử dụng nó cứng ngắc, nó chai cứng như là đá qua cương, nhưng mà nó cứng ngắc. Thì khi mà nó cứng như thế các bạn, thì nó cái độ ma sát nó rất là yếu rồi ha. Thì nó làm đó là cái nguyên nhân thứ nhất để nó làm cho cái chuông nó rất là nóng các bạn ha. Đó là cái thứ nhất. Rồi thì cái nguyên nhân thứ hai các bạn, cái nguyên nhân thứ hai là cái lò xo này các bạn biết sao? Xe tay ga 150 nó sử dụng cái lò xo này là 13 kg nè các bạn. Thì cái lò xo 13 kg này thì nó khá là nặng không ha, nó làm giảm cái lực bung, nó làm cái lực mà nó bung ra của ba cái bố nè các bạn, nó làm giảm khá là nhiều mà nó làm cho bị trượt các bạn. Thì nó vừa thứ nhất là vừa cứng, nó giảm cái lực bám, thứ hai là bị cái lò xo bị kéo về, nó làm giảm cái lực bung các bạn ha. Thì hai cái nguyên nhân chính này nó tạo cho cái chuông rất là dễ bị cháy các bạn ha. Mình rất là thường thấy mấy cái xe 150 với xe 300 á, xe tay ga 300 nó dễ bị cháy chuông là cái nguyên nhân đó các bạn. Đó là hai cái nguyên nhân chính các bạn ha. Thì cái nguyên nhân thứ ba, cái nguyên nhân phụ các bạn, là do cái sau thời gian cần sử dụng cái mặt chuông này nè các bạn, nó bị bóng các bạn ha. Thì mấy cái video trước mình đã nói với các bạn đừng bao giờ để cái chuông bóng lưỡng gì chạy các bạn. Nó khá là dở các bạn ha, nó rất là dễ bị thứ nhất là dễ bị cháy chuông, thứ hai là nó dễ bị rung đầu, cái đề ba rất là dễ bị rung đầu các bạn ha. Cái thứ ba là nó rất là hao xăng, rất là hao xăng. Thì đó là ba cái nguyên nhân mình thấy xe tay ga 150 nó thường dễ bị cháy chuông các bạn ha. Đây nè bạn. Thì bây giờ mình để khắc phục phòng ngừa, bây giờ mình sẽ xử lý từng phần các bạn ha. Rồi thì giờ cái thứ nhất mình các bạn đừng có để chuông nó bóng gì các bạn ha, mình sẽ mài bỏ đi. Mình mài bỏ là nó chạy rất là ngon các bạn ha. Cái tình trạng rung đầu không có, và cái tình trạng cháy chuông là không bao giờ có các bạn ha, và nó rất là tiết kiệm xăng ha. Rồi bây giờ mình sẽ mài mẫu, mình sẽ mài mẫu cho các bạn xem, mài cho nó có độ nhám các bạn ha, chạy rất là ngon. Rồi trước khi mài cái chuông này nè các bạn, mình xin chia sẻ nếp xíu các bạn. Thì các bạn mua bố xe Honda, bố này bố của đây là bố Indo nè các bạn, thì nó khá là mắc tiền các bạn ha. Mình xài thì thấy nó cũng khá là màu chai các bạn, nó khá là màu bị cứng á. Thì bên mình có làm một cái loại bố dầu mà mình làm từ xe tải nè các bạn, và mình cũng đã trải nghiệm một thời gian rồi, mình thấy nó rất là ngon. Thì các bạn nào có nhu cầu các bạn liên hệ bên mình cái số điện thoại trên màn hình đó các bạn, thì các bạn cứ xài thử đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ mài mẫu mài nhám cái chuông này cho các bạn xem ha. Thì các bạn nào đã biết rồi thì các bạn bỏ qua, còn các bạn nào mới thì các bạn xem cái cách mài mẫu nó như thế nào. Thì nói chung nó cũng khá đơn giản các bạn, nó gồm có cái này nè các bạn. Thì các bạn gồm có một cái cục đá mài các bạn ha. Rồi cục đá mài và một cái
cái máy khoan này các bạn. Rồi mình gắn ở đây rồi mình siết lại các bạn ha. Rồi thì mình đã siết rồi đấy các bạn. Rồi bây giờ mình có thêm mài được đó các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem ha. Thì cái băng bóp này các bạn, đó đây có nút bấm này các bạn. Băng bóp xong các bạn nhấn nó vô là nó chạy liên tục các bạn ha. Rồi thì bây giờ mình đã mài rồi đó các bạn. Thì sau khi mình mài các bạn, đây nó có cái độ nhám nhẹ đó các bạn ha. Mình mài hết luôn các bạn ha. Thì ở đây nó có độ nhám này các bạn. Thì sau khi mình mài nhám rồi thì cái tình trạng mà cháy chuông là không bao giờ có đâu ha. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất này các bạn. Mình đã xử lý rồi ha. Rồi cái nguyên nhân thứ hai là cái bố này các bạn, đừng có xài bố của Honda. Tại bố này của Honda nó rất là dễ bị chai các bạn ha. Xong thời gian xong sử dụng nó chai cứng ngắc. Và nó rất dễ gây cái tình trạng mà cháy chuông các bạn ha. Rồi cái đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba này các bạn, thì cái lò xo này, lò xo zin của nó là 10-13 kg ha. Thì cái băng đổi là 10 kg thì cái băng chạy rất là bốc các bạn ha. Rồi thì cái tình trạng mà cháy chuông là nó sẽ giảm rất là nhiều các bạn. Nó rất ít nó rất ít tình trạng mà bị cháy chuông đó. Rồi thì nói chung là ba cái nguyên nhân này thì mình đã chia sẻ với các bạn ha. Thì các bạn làm thử đi, thì khi mà làm rồi thì cái tình trạng cháy chuông nó sẽ không có, mà chạy nó rất là bốc các bạn ha. Cái tình trạng mà rung đầu thì sao không bao giờ có. Các bạn đừng có thay chuông mới các bạn, rất là uổng tiền các bạn ha. Chỉ cần mài nhám thì xài rất là ngon các bạn ha. Thì các bạn xài khoảng chừng 6-7 tháng thì khi mà nó bóng rồi các bạn, bạn mài lại thì nó sẽ chạy rất là bốc luôn ha, rất là ngon. Rồi thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Rồi xin chào tất cả các bạn.